Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Tin vui, người hâm mộ thở phào trước tình hình của Văn Toản. Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã có thể đi lại bình thường và vui vẻ trong bữa cơm trưa của đội tuyển. Ở trận đấu với Jordan, Văn Toản đã cản phá quả penalty của đội bạn giúp Việt Nam tránh một trận thua khi tỷ số đang là một đều. Tuy nhiên, những bước chân tập tĩnh của anh sau trận cùng với túi đá đeo vào cổ chân khiến các cổ động viên cảm thấy lo lắng. Đội tuyển Việt Nam đã mất Đặng Văn Lâm nên chắc chắn người hâm mộ không muốn một cầu thủ nào nữa phải vắng mặt, đặc biệt là vị trí quan trọng như thủ môn. Lúc này đội hình đội tuyển Việt Nam còn có 3 người gác đền là Văn Toản, Tấn Trường và Văn Hoàng. Ở bữa cơm trưa ngày 1 tháng 6, thủ môn Văn Toản đã mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Anh giảo bước cùng đồng đội và nói chuyện vui vẻ. Điều này xóa bớt sự âu lo nơi thủ thành sinh năm 1999. Ngày mùng 1 tháng 6, đội tuyển được nghỉ ngơi trọn vẹn. Theo thông tin từ phóng viên, công tác hậu cần của đội tuyển đã được sắp xếp ổn thỏa. Đầu bếp đã đảm bảo thực đơn mà ban huấn luyện yêu cầu, trong đó rau xanh được chú trọng bởi món ăn này giúp giải nhiệt nơi thời tiết khắc nghiệt như UAE. Các cầu thủ thoải mái lựa chọn những món ăn yêu thích, trong đó có cả đồ ăn truyền thống như cơm. Bàn ăn trong sảnh cũng được sắp xếp xa nhau để mọi người thoải mái dùng bữa. Ngay sau khi dùng bữa xong, các cầu thủ trở về phòng nghỉ ngơi tất cả hạn chế ra ngoài để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 2 tháng 6, toàn đội sẽ trở lại tập luyện bình thường. Lượt trận đầu tiên ngày 3 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu. Đây là dịp để huấn luyện viên Park và ban huấn luyện đi khảo sát các đối thủ. Chúng ta sẽ chạm trán với Indonesia ngày 7 tháng 6. Đội tuyển Phúc San Việt Nam cùng bảng với Brazil ở vòng chung kết World Cup. Tối ngày mùng 1 tháng 6, FIFA đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Futsal World Cup 2021 diễn ra tại Lithuania. Để chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal World Cup diễn ra vào tháng 9 năm nay, FIFA đã tiến hành lễ bốc thăm sau khi xác định được 24 đội bóng mạnh nhất giành vé đến Lithuania. Sau hơn nửa giờ tiến hành buổi lễ, FIFA đã tìm ra gương mặt ở các giải đấu. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình của mình ở sân chơi lớn nhất thế giới tại bảng D, nơi có sự góp mặt của các đội tuyển Brazil, Panama và Cộng hòa Séc. Bảng đấu này khá khó nhằn khi các đối thủ đều trên cơ thể trò Phạm Minh Giang. Có lẽ cũng như năm 2016, Việt Nam sẽ cố gắng phấn đấu một vị trí thứ ba có thành tích tốt để giành vé vào vòng knock out. Dẫu biết trái bóng tròn, nhưng trong bộ môn phút gần như rất khó để xảy ra kỳ tích. Panama sẽ là đối thủ để Việt Nam cố gắng lấy chọn 3 điểm, trong khi mục tiêu trước Brazil và Cộng hòa Séc là thi đấu tốt nhất có thể. Đội tuyển Thái Lan rơi vào bảng C với sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Maroc và đảo Solomon. Bảng đấu hay nhất có lẽ là bảng F với Argentina, Iran, Serbia và Mỹ. Vòng chung kết Futsal World Cup 2021 sẽ được tổ chức tại Lithuania từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm nay. Đội tuyển Việt Nam đang cách ly sau khi trở về nhà. Tháng 8 thì đội tuyển sẽ sang Tây Ban Nha tập huấn trước khi đến Lithuania tranh tài. Phó chủ tịch VFF, sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ tạo điều kiện thành công cho đội tuyển. Theo phó chủ tịch thường trực VFF ông Trần Quốc Tuấn, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng với đó là việc khán giả đưa phép vào sân sẽ mang đến nhiều động lực cho các cầu thủ. Mới đây AFC đã chính thức thông qua việc các cổ động viên được tới sân theo dõi và cổ vũ cho các đội tuyển ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Như vậy là các cổ động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể tới UAE để ủng hộ cho đội nhà chia sẻ về điều này phó chủ tịch thường trực vff ông trần quốc tuấn cho biết đây chắc chắn là một quyết định mang đến niềm vui cho cổ động viên việt nam nói riêng và người hâm mộ bóng đá nói chung việc thi đấu với sự cổ vũ của khán giả sẽ là nguồn động lực để đội tuyển việt nam phát huy tốt hơn các vấn đề về chuyên môn việc có mặt của khán giả sẽ mang đến sự hưng phấn cho các cầu thủ và đem về kết quả tốt cho đội tuyển ông trần quốc tuấn chia sẻ thêm Toàn đội đang có một quyết tâm cao, các cầu thủ đều tự giác thực hiện các quy định và sinh hoạt tập luyện theo kế hoạch. VFF đã tính toán kỹ lưỡng các phương án nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tại vòng loại World Cup khu vực châu Á. Chúng tôi tin rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng là điều kiện tốt nhất để tạo nên thành công cho các đội tuyển. Tối ngày 31 tháng 5, theo giờ địa phương, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có trận đấu giao hữu kín với đội tuyển quốc gia Jordan. Trận đấu này đã kết thúc với tỷ số hòa một đều sau 90 phút bóng lăn. Theo lịch đã công bố từ AFC, ngày 7 tháng 6 tới đây, đội tuyển quốc gia Việt Nam mới bắt đầu bước vào thi đấu ở vòng loại World Cup với trận đấu gặp đội cuối bảng là Indonesia. Hiện tại, thầy chó luyện viên Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm có được, hơn đội bóng xếp thứ hai là Malaysia 2 điểm. Trước mắt Văn Hậu và các đồng đội sẽ là ba trận đấu gặp Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE. Thiếu Văn Lâm không phải nỗi lo của thầy Park. Lần đầu tiên sau 3 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo không còn Đặng Văn Lâm trong khung gỗ. Cựu thủ môn câu lạc bộ Hải Phòng được trọng dụng từ trận gặp Jordan ở vòng chung kết Asian Cup 2019, sau đó chiếm luôn suất bắt chính. Cùng với Văn Lâm, tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trên 50% số trận ở 3 giải đấu, gồm AFF Cup 62,5%, Kings Cup 50% và vòng loại World Cup 80%. Asian Cup là giải đấu tuyển Việt Nam thủng lưới nhiều nhất, nhưng Văn Lâm vẫn chơi rất hay. Mọi chiến lược gia đều lo lắng khi thiếu một cầu thủ như vậy, tuy nhiên đây không phải lần đầu huấn luyện viên Park đối diện với cảnh vắng trụ cột. Lời giải cho bài toán Văn Lâm Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lường trước khả năng Văn Lâm không thể góp mặt. Ở đợt tập trung tháng 5, ông gọi 4 thủ môn và có nửa tháng để đánh giá năng lực của học trò. Trước ngày lên đường, ông biết tin Văn Lâm hoãn ngày sang UAE, huấn luyện viên Park lập tức đưa Nguyễn Văn Hoàng vào danh sách. Vẻ vớt của Văn Hoàng cho thấy huấn luyện viên Park luôn có kế hoạch dự phòng. Trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc là Nguyễn Văn Toản, Bùi Tấn Trường và Nguyễn Văn Hoàng. Ngoại trừ Văn Hoàng, hai cái tên còn lại từng bắt chính ở cấp độ quốc tế. Tấn Trường là một trong không nhiều thủ môn đã kinh qua đủ ba cấp độ, U19, U23 và đội tuyển quốc gia. Cựu thủ thành Đồng Tháp bị chỉ trích trong quá khứ. Nhưng việc điền tên Tấn Trường vào danh sách DYE cho thấy huấn luyện viên Park Hang-seo có niềm tin vào học trò. Niềm tin ấy độc lập hoàn toàn với sự vắng mặt của Văn Lâm và không bị tác động bởi sai lầm của Tấn Trường trước đây. Bình luận viên Ngô Quang Tùng phân tích. Xét về phong độ thể hình kinh nghiệm của Tuấn Trường, anh là lựa chọn rất tốt hiện nay. Tuổi 35 các vị trí khác sẽ gặp khó, nhưng thủ môn thì khác. Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Tấn Trường đang chứng minh được giá trị ở câu lạc bộ Hà Nội. Tấn Trường từng bắt ở các giải lớn, dù những trận đấu ấy diễn ra từ 8 9 năm trước, nhưng thủ môn này vẫn có độ va chạm và kinh nghiệm. Sự xuất hiện của Tấn Trường gần giống như màn trở lại của Nguyễn Anh Đức. Hai cầu thủ này khác nhau về vị trí nhưng đều là gừng càng xa càng cay, tức là ở điểm cuối của sự nghiệp họ mới đạt tới sự hoàn thiện. Tấn Trường trước đây có vấn đề về tâm lý, song hiện tại có thể thủ môn này sẽ khắc phục được thiếu sót. Chúng ta nên nói những thứ tích cực, đừng quá lo lắng về quá khứ. Khi ban huấn luyện đã tin tưởng Tấn Trường, nghĩa là họ có giải pháp. Bình luận viên Vũ Quang Huy cũng đánh giá, ban huấn luyện đã lường trước sự vắng mặt của Văn Lâm, tuyển Việt Nam có lực lượng thủ môn tốt. Bên cạnh Văn Lâm, các thủ môn còn lại có phong độ tốt, tập luyện khá kỹ lưỡng. Cuộc đua sẽ diễn ra giữa Tấn Trường và Văn Toản. Tấn Trường có kinh nghiệm, phong độ tốt, thể hình lý tưởng và phát bóng cực ổn. Các huấn luyện viên trên thế giới thường thuộc về một trong hai trường phái huấn luyện. Một là người đứng ngoài quan sát toàn cục, trao việc huấn luyện chuyên môn cho trợ lý. Hai là trực tiếp tham gia vào từng bài tập trên sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo là trường hợp đặc biệt khi ông giao việc giám sát chuyên môn cho trợ lý nhưng vẫn can thiệp để điều chỉnh động tác cho các học trò khi cần, kể cả vị trí thủ môn, vốn đòi hỏi việc huấn luyện chuyên biệt. Ở U22 Việt Nam, huấn luyện viên Park từng dành tới 5 phút để dạy thủ môn Ielinie -E cách bắt bóng bổng đúng động tác trong buổi tập đầu tiên tại uae ông park phản ứng rất mạnh khi thấy văn hoàng xử lý bóng ở tình huống bóng bổng chiến lược sang người hàn quốc yêu cầu sự tỉ mỉ tối đa ở kỹ thuật của các học trò dù là buổi tập vị trí thủ môn càng được huấn luyện viên park quan tâm hơn khi sai lầm ở vị trí này đơn giản là không thể sửa chữa do đó để có mặt tại uae tấn trường văn toản văn hoàng đã vượt qua quá trình sàng lọc kỹ lưỡng và được chuẩn bị đầy đủ về tâm lý bất chấp cả ba đều có khuyết điểm riêng Việc không có người gác đền số 1 có khi lại là điểm lành, bởi khi cơ hội ra sân được chia đều, những thủ môn còn lại có động lực cố gắng hơn, đồng thời luôn ở trạng thái sẵn sàng. Thầy Park luôn có phương án. Ở các giải lớn, huấn luyện viên Park Hang-seo thường tin tưởng vào một bộ khung duy nhất. Năm trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, ông dùng một đội hình chỉ thay đổi trong trường hợp bất khả kháng như trụ cột chấn thương hoặc suy giảm thể lực. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là ông Park chỉ có một lựa chọn. Thực tế quá khứ chứng minh, mỗi khi các cầu thủ đội hình chính gặp vấn đề, ban huấn luyện tuyển Việt Nam luôn có giải pháp thay thế. Đôi khi cầu thủ thế vai còn chiếm luôn suất đá chính của người cũ. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, Đoàn Văn Hậu dính chấn thương ở vòng bảng, huấn luyện viên Park lập tức đẩy Vũ Văn Thanh sang cánh trái rồi tạo cơ hội cho Phạm Xuân Mạnh đá lấp vào vị trí của Văn Thanh. U23 Việt Nam vẫn chơi trơn tru thuận lợi khi vượt qua U23 Iraq, U23 Qatar để tạo nên lịch sử tại asiad, đỗ hồng dũng dính chấn thương ngón chân cũng ở vòng bảng, lương xuân trường tái xuất đã cặp với nguyễn quang hải ở tuyến giữa. khi trần đình trọng không góp mặt, văn hậu được kéo về đá trung vệ, còn đức huy đá thay ở cánh trái. đến aff cup, chấn thương của văn thanh vô tình trở thành cơ hội để trọng hoàng được trọng dụng. từ vị trí tiền vệ biên, trọng hoàng đá hậu vệ và tỏa sáng rực rỡ, để rồi giành danh hiệu quả bóng đồng năm 2019. Tương tự đình trọng phải phẫu thuật trước Asian Cup 2019, nhưng tuyển Việt Nam vẫn vào tới tứ kết nhờ đá tảng Quế Ngọc Hải ở trung tâm hàng phòng ngự. Ở vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park cũng mất một cầu thủ quan trọng là Phan Văn Đức do chấn thương. Ông lựa chọn Nguyễn Văn Toàn thay thế. Ở vị trí tiền đạo cánh, Văn Toàn đã tròn vai, làm tốt vai trò khuấy đảo để mở ra khoảng trống cho đồng đội. Văn Đức đã bình phục chấn thương và có 5 bàn ở V-League, nhưng cơ hội của anh và Văn Toàn là 50-50. Nguyễn Tiến Linh cũng bước ra ánh sáng sau khi anh Đức từ giã đội tuyển. Các vị trí đều có sự tiếp nối và sở hữu ít nhất hai nhân tố có chất lượng đồng đều. Nhờ đâu mà tuyển Việt Nam có những phương án thay thế hoàn hảo khi trụ cột dính chấn thương? Câu trả lời nằm ở sự chuẩn bị. Tuyển Việt Nam chỉ đá trung bình 2-3 giải lớn mỗi năm với khoảng 3 đợt tập trung dài hạn. Ngoài quãng thời gian cầm quân chinh chiến, huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý luôn dày công nghiên cứu màn trình diễn của các cầu thủ để lên phương án dự phòng cho mọi vị trí trên sân. Trả lời phỏng vấn giữa năm 2020, huấn luyện viên Park khẳng định có trong tay 100 lựa chọn được sàng lọc đánh giá rất kỹ. Đều đặn mỗi tuần, ông và các trợ lý là Lee Jong-jin, Kim Han-jun hay Park sung Hyun lại chia nhau đến các sân bóng để theo dõi màn thể hiện của những cái tên cụ thể. Ở mùa 2020 và nửa đầu 2021, Ban huấn luyện Việt Nam đã phân tích 218 trận đấu. Nhờ mẫu phân tích lớn nên ekip của huấn luyện viên Park Hang-seo hiếm khi bỏ sót nhân tài. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thường tập trung đội tuyển ngắn hạn ở nhiều đợt trong năm, mỗi đợt gọi số cầu thủ nhiều gấp rưỡi danh sách chính thức nhằm tạo động lực cho các vị trí, có thêm con người để thử nghiệm và quan trọng hơn là có thêm số liệu và đánh giá trong kho tàng dữ liệu cầu thủ ông đang âm thầm xây dựng. Nhờ vậy mà tuyển Việt Nam hiếm khi bị động trước những biến cố lực lượng. Tuy nhiên không phải là khu vực nào huấn luyện viên Park cũng dồi rào nhân sự thay thế. Tuyến phòng ngự mang đến nỗi lo khi trong đợt tập trung này, một số gương mặt mới không nhiều. Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thanh Thịnh đều giàu tiềm năng nhưng khó thay thế các trụ cột trong tương lai gần. Ngoài ra khoảng trống Đỗ Hùng Dũng để lại ở tuyến giữa là không hề nhỏ. Các tiền vệ hiện tại không có sức chiến đấu, nguồn năng lượng dồi dào và đa năng như Hùng Dũng. Huấn luyện viên Park nhiều khả năng phải xoay đội hình về 352, tăng số lượng tiền vệ trung tâm để khỏa lấp thiếu sót. Dù vậy, hãy cứ tin là huấn luyện viên Park sẽ có giải pháp, dù Văn Lâm, Hùng Dũng hay là cầu thủ nào. Ngôi sao là khả biến, chỉ có năng lực và sức mạnh tập thể là bất biến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.